Hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy là Insidious không hề đáng sợ. Đây là ông chồng Josh, chính là Edward Warren của The Conjuring. Nếu trong phim đấy gia đình của anh đi tìm ma, thì ở phim này ma đi tìm gia đình anh. Bà vợ là Renai, một nhạc sĩ, ở đây để làm chính xác thứ mà các nhạc sĩ hay làm, khóc. Đứa con đầu của họ là Dalton, là cái đứa mà sẽ bị ma ám. Ôi không, một con ma thích chui vào trong trẻ con ư? Chắc chắn là hồn ma cha xứ. Thằng con thứ không cần nhớ tên, đứa bé cuối cùng cũng thế. Vừa đầu phim, gia đình của Josh đã triệu hồi ma quỷ bằng cách chuyển nhà. Lạ nhà nên Ray này khó ngủ, bèn lục mớ đồ đạc lấy album ảnh ra xem. Dalton dậy sớm cũng xuống ngồi với mẹ. Ồ, nhìn kìa, hai mẹ con mặc đồ ngủ giống nhau này, đồ ngủ in hình quả chuối. Con thì thích chuối trên cây, còn mẹ thì thích chuối trên bố. Con cưng ơi. Vâng ạ. Con đoán xem mẹ bao nhiêu tuổi? 21 ạ. Hi, mẹ nhìn trẻ thế á. Không, bố nhìn hơi ấu dâm ạ. Căn nhà mới của họ là một căn nhà cũ, đã thế lại còn có gác mái. Địa điểm được thống kê là nhiều vụ dọa ma thứ hai trong phim ma. Sau tầng hầm, gác mái lại còn tối, đèn chỉ có một cái, lại còn là các loại giật dây. Tại sao không làm cái công tắc đèn ở dưới chân cầu thang nhỉ? Đêm hôm ấy, con ma mở cửa gác mái để dụ Dalton lên. Thế mà lên thật. Đúng là hậu quả của cái việc giáo dục tin vào ông già Noel nhưng mà không tin vào tâm linh. Dalton trèo thang lên để với dây bật đèn, nhưng mà bị ngã. Sau khi bất tỉnh, Dalton nhìn thấy một cái gì đấy và hét lên, khiến bố mẹ vội chạy lên gác mái. Nhờ thế mà Renai cũng thấy cái hộp chuyển nhà mà cô đi tìm suốt. Chắc chắn là con ma. Nhà có ma thì lỗi lầm gì cũng đổ hết cho con ma. Cơ mà hai vợ chồng chưa biết điều đó. Renai thì lờ mờ nhận ra bất ổn và muốn nói chuyện với chồng, nhưng mà chồng thì chỉ muốn dịu. Sáng hôm sau, thằng bé Dalton không tỉnh dậy nữa, đến cả bác sĩ cũng không biết vì sao. Đang nói về bệnh tình của đứa bé thì bỗng bác sĩ nhận tin nhắn và bỏ đi, để lại hai vợ chồng đứng chưng hửng. Thật sự đấy, tại sao ông ý lại có thể bỏ đi nhỉ? Có cái gì quan trọng hơn là tính mạng của một đứa bé chứ? Buticon ư? Chắc chắn là buticon, bởi vì họ là bác sĩ mà. Ngày nào họ cũng được cứu người, nhưng mà đâu phải là ngày nào họ cũng được. Mẹ ơi, mình có thể mua rau được không? Mình có rau ở nhà rồi mà con. 3 tháng sau đó, Dalton vẫn hôn mê, và hai vợ chồng chắc chắn là vẫn chưa thay cái bóng đèn chết tiệt. Không biết là có phải con ma vừa nghỉ hè xong không, nhưng bây giờ nó quay lại quậy. Đây là một thiết bị giống bộ đàm, nối với phòng em bé để Renai nghe thấy tiếng con khóc. Nhưng hôm nay, bỗng lại có tiếng thì thầm, lại nhảy rằng là mày không thể làm gì được, rồi thét lên là tao muốn nói ngay bây giờ, rồi đến tiếng đứa bé khóc ré lên. Yep, đây chính xác là hồn ma cha xứ. Đêm hôm đó, đứa con thứ lại còn bảo với mẹ là, mẹ ơi, con không thích cái cách mà anh trai của con đi lại vào buổi tối. Renai mới định bảo rằng là, thế mày thích cái cách mà nó đi lại vào buổi sáng chắc. Nhưng mà nghĩ kỹ thì bà thấy nó sai sai, nên là bà đành tâm sự với chồng về việc có giọng nói vang lên từ cái bộ đàm. Nhưng mà chồng bà thì chỉ muốn điệu. Bỗng có tiếng đập cửa vang lên, rội từ bên ngoài đến tận phòng ngủ tầng 2. Đập to thế này thì chỉ có 3 trường hợp. Một là The Rock, còn 2 là sở thuế, và 3 là có ma. Cho xuống kiểm tra thì tất nhiên là không có ai. Giờ thì tiếng khóc lại vang lên. Renai mới sang kiểm tra thì thấy con ma đứng ngay bên cạnh cái nôi. Renai hoảng hốt gọi chồng, nhưng anh lên tới nơi thì nó đã biến mất. Mọi người đang hoảng loạn thì chuông báo động lại ré lên. Cửa nhà đã bị bật mở từ lúc nào. Hay lắm, đờ mở lắp cả chuông báo động nhưng mà vẫn không thay cái đèn gắn dậy. Josh bây giờ lấy cái que cời, thận trọng kiểm tra quanh nhà một lượt, nhưng không phát hiện được gì. Ôi không, căn nhà nơi vợ và 3 đứa con của mình đang ở có vẻ thật đáng sợ và rõ là có gì đó không ổn. Josh nghĩ vậy và quyết định là không về nhà nữa. Thế là đời này đành phải chịu đựng một mình. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, đang rất là cố để mà tiếp tục công việc của mình là nhạc sĩ trong khi phải chăm sóc cả 3 đứa con và quán xuyến hết cả việc nhà giữa căn nhà cũ kỹ để những chuyện kỳ lạ đáng sợ xảy ra liên tục. Tôi không biết phải làm gì. Cảm giác như vũ trụ đang cố bẻ cong tôi đến khi nào tôi gãy vậy. Oh, wow. Chi phí hôm nay là 432 đô. Cảm ơn chị, bye. Cô y tá vừa đi thì Renai thấy vết máu hình bàn tay trên ga giường của Dalton. Cô mới gọi ngay chồng về nhà để phản nàn với Josh về thái độ của anh. Còn cái hình bàn tay kia thì kệ cụ nó. Đùa đấy, cô không kệ. Nhà mình có nhiều vấn đề lắm, đồ đạc tự di chuyển. Ý em là con robot hút bụi á? Đi đâu cũng có cảm giác là bị theo dõi. Thì tắt GPS đi. Renai không muốn tắt, Renai muốn chuyển nhà. Nhưng gia đình của họ thì có chồng làm giáo viên, vợ làm nhạc sĩ, đứa con cả thì đang nằm liệt giường, đứa con thứ thì đang tuổi đi học, còn đứa con út thì mới chỉ là một em bé. Đó là cách nói hoa mỹ cho việc họ nghèo vãi. Thế là Renai để lại ga giường nhúm máu, bắt ông chồng ngủ dưới sofa. Mỗi tội là ở nhà ban đêm sợ vãi, lại còn dỗi muốn ngủ một mình. Nửa đêm canh ba, con ma nó vờn qua vờn lại ngoài cửa thì lại hét toáng lên. Đến khi chồng chạy lên không nhìn thấy gì cả thì lại bảo là anh không tin em. Nhưng mà Josh cũng không tệ lắm, chấp nhận chuyển sang một căn nhà khác, không có tầng hầm và gác mái, nhưng mà lại có một cái hành lang tối hẹp và dài.
Lần này còn xuất hiện bà mẹ chồng Lauren. Bà an ủi Renai, dù không biết có chuyện gì đã xảy ra, chuyển qua nhà mới không có nghĩa là đã hết chuyện. Bọn ma bây giờ còn tự nhiên hơn, chơi trò sập cửa nhiều hơn, chơi ú òa như thể nhà của chúng nó. Renai sợ quá, bèn mời cả thầy trừ tà tới. Đúng lúc đấy thì Josh về, nên Renai nói một thể những chuyện đã xảy ra với chồng và mẹ. Lauren đồng cảm ngay vì tối hôm qua cũng mơ thấy y như thế. Bà thấy một kẻ đứng trong phòng ngủ của Dalton, trông giống con Bell mính vì nó muốn thằng bé. Đang kể dở thì con ma hiện ra ngay sau Josh. Thế mới bảo là kẻ nguy hiểm nhất là kẻ biết dùng tâm kế. Bọn ma này nhất quyết không chịu cho Josh thấy. Chúng nghịch ầm ầm trong phòng của Dalton, quậy tung hết cả đồ đạc trong phòng lên. May mà thằng bé vẫn... Well, vẫn là một cọng rau. Lauren mới gọi đến một đội bắt ma. Thế là anh dâu và anh cận đến kiểm tra xem có ma thật không, bằng máy đo từ trường và máy ảnh kính vạn hoa. Tất nhiên là khi đến gần Dalton thì máy réo dữ dội. Kính vạn hoa thì soi ra một cặp chị em, hai con ma không biết từ đâu ra. Nhưng mà tại sao không làm thành cái kính nhìn cho tiện nhỉ? Sau khi xác định là ngôi nhà có ma thì Alice đến. Alice là nhà ngoại cảm, miệng thì thoải mái nói chuyện giao tiếp, mà nhìn đâu trong nhà thì cũng thở dài. Nhất là khi vào đến phòng của Dalton, bà nhìn vào trần nhà với vẻ căng thẳng và bắt đầu tả thứ bà nhìn thấy cho trợ lý vẽ ra. Nó đây, con quỷ mặt đỏ. Bây giờ thì thường sẽ đến cái đoạn mà nhà con có vong phải làm lễ cúng. Nhưng Dalton thì không phải là bị ám, mà là thằng cu có khả năng xuất hồn, đi lại linh tinh. Thế là lạc đến một nơi gọi là The Further. Nó kiểu địa ngục nhưng mà không có pháp luật, tức là giống Mexico. Dalton bây giờ mất hồn, trở thành cái vỏ, nên là bọn vong tranh nhau để chiếm lấy cái xác của Dalton, quay trở lại dương thế và mua đồ của chùm cuối, chùm figure, chùm sticker, chùm Lego và mọi shop khác trong hệ thống merchandise của The Reviewer. Riêng con mặt đỏ thì có chấp niệm, khiến cho mọi người phải đau khổ. Renai đau khổ thật khi mà nghe Alice giải thích. Trong khi chồng cô thì nhìn mặt là biết đang muốn điệu, hôn của Dalton càng đi xa thì con quỷ càng dễ chiếm lấy, nên là phải cứu thằng bé sớm. Josh, với tư cách là chủ gia đình, quyết định là mang Alice đi chầu bộ văn hóa vì tuyên truyền mê tín dị đoan. Tóm lại là ông bố trốn tịt ở chỗ làm từ lúc mà thằng cu con bị xỉu và ngăn cản các chuyên gia hỗ trợ, tất cả là vì lo cho con. Nhưng khi nhìn kỹ lại căn phòng mà Dalton ngủ, Josh thấy nó được phủ kín bởi những bức tranh và anh nhận ra thằng con của mình sẽ không bao giờ làm họa sĩ được. Và những gì mà Alice vừa mô tả đều đã được Dalton vẽ và treo lên phòng, lại còn cẩn thận chú thích từng ảnh cho người đàn không hiểu. Mà ở đây thì là Josh. Đúng lúc đấy, Renai vào phòng, hai vợ chồng ôm nhau thút thít đòi trừ tà. Đến ngày hôm sau, Alice quay lại với một đống thiết bị máy quay, bốn người ngồi quanh một cái bàn, anh dâu thì lăng xăng quay phim, thứ duy nhất vô dụng là cái đèn bàn, tối vờ lờ. Alice đeo lên chiếc mặt nạ, trông nguy hiểm vờ lờ, hóa ra chỉ là để thu âm thanh cho trợ lý ghi chép lại. Anh cận bắt đầu gọi tên Dalton, và thằng bé trả lời bằng giọng lý nhí, nhờ Alice, giống kiểu các cô lên đồng nhưng mà không có nhạc sập sình. Thằng bé bảo là đang bị con quỷ giam giữ, nếu chạy về nhà thì sẽ bị đánh. Mà anh trợ lý càng cố gắng gọi thằng bé thì thằng bé càng hoảng loạn, cố gắng cầu cứu. Đèn điện thiết bị chớp nháy liên tục như là họp báo Ronaldo. Bà Alice hét lên VMPT rồi mất kết nối. Thế nhưng Dalton đột nhiên đi lại được, dù mắt nhắm tịt, đập một phát xuống bàn khiến tất cả hất ra xa, rồi lật bàn lật ghế. Trong khi đèn điện thiết bị trong phòng chớp giật hoành tráng thì cửa tủ mở ra, ba con ma xuất hiện trong khói, nhìn quê vãi. Dalton hất tay đánh bay anh cận đang cố gắng đứng dậy. Tình cảnh nhìn như là Dalton sắp tàn sát hết cả lũ rồi đi tìm đến giáo sư X, nhưng mà Alice ra tay dí đầu thằng bé, mồm gào lên bài hát Sashimi làm cho đèn bật lên và thằng bé ngất lịm đi. Túm lại là buổi lễ kết thúc trong đổ nát, nhưng mà đồng máy quay của anh dâu có tác dụng. Nó quay lại được con quỷ đang điều khiển thằng bé. Con quỷ trông giống như là người Nhật, lùn, mặt đỏ và đầy lông chân. Sau vụ triệu hồi Dalton, bà mẹ Lauren được Alice gọi đến. Có một bí mật to đùng được che giấu. Đấy là đứa con thứ và bé con mất đâu rồi nhở? Và chuyện xuất hồn là truyền từ bố sang con trai, nghĩa là Josh xuất được thì Dalton mới xuất được. Hồi bé ông bố cũng dùng năng lực đi chơi khắp nơi, thế nào lại bị một con ma bà già đi theo và dụ dỗ để mà chiếm lấy thân xác của Josh. Lauren đã đến nhờ Alice và bà đã xóa đi trí nhớ của Josh để khỏi xuất nữa. Bây giờ thì Josh có hai lựa chọn, một là xuất hồn đi cứu ông con, hai là xuất để làm thằng con nữa bù lại. Josh chọn cách thứ nhất và được Alice thôi miên. Anh nhắm mắt và khi tỉnh dậy thì thế giới đã thành màu màn hình của thầy ba, rồi đổi qua màu xanh led. Josh cầm theo chiếc đèn rồi bước ra ngoài cửa, tiến đến một nơi toàn là màu đen như là phim Disney. Anh đi được một lúc thì thấy thằng Dalton. Nó dẫn anh quay trở lại căn nhà cũ, bên trong đã thành ổ của bọn ma. Josh bắt đầu phát huy tinh thần không sợ hãi, dí đèn vào mặt từng con ma một, rồi bắt chúng nó nói ra thằng Dalton ở đâu. Chúng không nói thì bực, mà chúng cười thì lại sợ. Josh chạy thẳng lên tầng 2 và bất ngờ chưa, đường đi lên tầng áp mái tự động mở ra, bên trên có một cái cửa màu đỏ sáng bừng lên.
y hệt bức tranh của Dalton. Đúng lúc đó, một con ma sổ ra chặn đường. Thế nhưng Josh là người sống ở thế giới ma nên có siêu sức mạnh. Giống như là bọn ma sang thế giới của loài người thì được buff. Dù sao thì một con ma mà đánh nhau được thì nghe nó không đáng sợ lắm. Josh cũng đi vào được cánh cửa màu đỏ. Bên trong là hành lang treo đầy nến. Anh lần theo những bức vẽ của ông con, cuối cùng cũng tìm được Dalton. Con quỷ thì đang bận bịu chơi nhạc trên lầu. Anh không xông lên đấm con quỷ mà lựa chọn cứu thằng bé rồi lén về. Thế là bị con quỷ đấm. Căn nhà đời thực thì rung lên như là sàn đấu WWE. Nhưng mà con quỷ này nó bị ngu. Nó đẩy ngã thằng con đang bỏ trốn. Xong máy quay chuyển, ông bố đến bế thằng con chạy đi. Xong chiếu cảnh dừng mắt nhìn nguy hiểm và lờ. Nhưng mà bố con nó chạy ra thoát hẳn khỏi nhà rồi còn đâu. Bây giờ thì cả hai phải băng qua không gian tối om về nhà. Bọn ma xung quanh đấy sổ ra như là trái bách khoa thấy gái. Căn nhà bên ngoài rung bần bật. Josh thì giật như thịt trâu mới mổ. Thế là bà vợ quay ra gào bên tai chồng, bảo là về em cho điệu. Bỗng nhiên căn nhà hết rung động. Đúng là trong tình thế nguy hiểm thì im lặng mới là cái đáng sợ nhất. Bà Alice biết ngay là có ma vào. Chứ cái gì bất ổn mà chả là ma. Thế thì cứ đứng yên, kiểu gì mà nó chẳng phải tìm đến mình. Cứ phải bật đèn pin lên, xong rồi mỗi người mỗi hướng đi kiểm tra căn nhà làm cái gì. Xác Dalton thì treo nó ra ngoài phòng khách cùng luôn. Đúng lúc ấy thì bọn ma ập vào nhà từ mọi cánh cửa. Đấy là dấu hiệu của bố con Josh đã về nhà. Những người còn lại phải cố thủ bằng cách lăn lộn trên ghế như anh này. Josh bế con vào phòng bếp thì đột ngột dừng lại để thằng con phải đi một mình. Và con quỷ mặt đỏ xuất hiện đúng như vai ác chính phải làm. Nó lao vào trói chân thằng bé. Nhưng mà Dalton né được. Josh thì đã tìm ra được đối thủ truyền kiếp, cái bà già đã từng ám anh. Josh thì không đánh đấm mà dùng chiến thuật chửi nhau với người câm. Ngoài đời thực thì anh trai đeo râu vẫn đang lăn lộn trên ghế. Cuối cùng bà già rút lui, Josh chạy về thân thể. Đàn ma thì biến mất, Dalton cũng thế. Mà con quỷ mặt đỏ không biết chạy đi đâu. Đúng ngu. Phi vụ giải cứu Dalton đã thành công ngoài mong đợi chết chóc gì đó của khán giả. Gia đình đoàn tụ với nhau. Alice thì gặp riêng Josh để lấy những tấm ảnh cũ. Nhưng bà chợt ngây ra rồi bất ngờ chụp ảnh Josh. Anh điên lên như một con thú và lao vào bóp cổ bà ta đến chết. Đến khi Renai đi lên thì anh đã biến mất. Cô nhặt chiếc máy ảnh dưới đất. Bên trong là tấm hình bà già nhập vào người Josh. Một bàn tay bỗng đặt lên vai cô cùng giọng nói: "Phần 2 thứ 6 tuần sau lên nhé anh em. Và thứ 6 từ giờ sẽ là ngày cố định cho những video phim ma, phim kinh dị các thứ. Bọn mình hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đây là vịt, hẹn gặp lại. Mấy phim ma cho quại đọc có vẻ hợp lý hơn."